Kính thưa quý vị thân mến, mới một giờ trước, FC Hà Nội đã tổ chức buổi tiệc họp mặt kỷ niệm thành viên 35 năm đến đất nước Nga yêu thương và chuẩn bị chào đón MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường. Và đồng thời thông báo đến tất cả fan Hà Nội lan tỏa kết nối yêu thương ca sĩ Hồ Văn Cường. Xin trân trọng kính mời đại gia đình xanh đọt chuối Sagan đến tham dự buổi sinh nhật của quý tư năm 2023. Vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023, nhóm sẽ đi chụp ảnh tại công viên Thống Nhất có địa chỉ ở số 354A, Lê Duẩn Đống Đa Hà Nội, nằm giữa bốn con phố lớn của thủ đô là Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu, ở giữa là Hồ Bảy Mẫu. Sau đó buổi trưa sẽ đi ăn trưa tại nhà hàng Bánh Tráng Phú Cường, cơ sở 5 số 340 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng là địa điểm thưởng thức ẩm thực Việt, một nơi sang trọng và lịch sự. Đại gia đình xanh đọt chuối sắp xếp thời gian đến đúng giờ để cùng tham dự. Mọi liên hệ xin inbox Messenger cho con em hoặc gọi điện thoại theo số 0913 506 947 để đăng ký ạ. Và sau đây là đoạn clip họp mặt của fan, nguồn FC Xanh chuối chị Huệ Hoàng chia sẻ. Quỳnh Thi cháu con em kính mời đại gia đình cùng xem và cùng lan tỏa trong thời gian hóng MV của trai đẹp Hồ Văn Cường. Bố mẹ em đặt em cái tên Tố Nga, tức là ngược với cái tên của em, một con chó thông chủ. Có chút tâm linh, tên em ta đổi cái tên Minh cho nó gọi là cho dịu nhiều đôi chút. Không thì em hơi đàn ông tính quá. Thôi em đã xoay ngang ra rồi mà nhỉ? Và em cũng đã lên chức bà nội bà ngoại rồi. Rồi. Và hiện tại là em cũng làm nội trợ ở nhà. Và rất có nhiều thời gian để yêu thương thay đổi của em. Và rất có nhiều thời gian để yêu thương đến người yêu thương thay đổi của em. Em là một đám quê chân chính thật, thực sự luôn. Tất cả những người yêu thương con, dù Bắc Nam ở bất kỳ nơi đâu, ở nhóm nào, đối với em đều yêu quý cả. Bởi vì em chỉ trân trọng những người yêu thương con trong tâm lòng. Chung là một cái tâm của em. Còn tất cả là nếu như mọi người có một cái gì đó không đồng ý với quan điểm của em, em một mình vẫn một lượng viên cư. Bởi vì là 5 năm về trước là em luôn luôn đi một mình một mình. Em chưa bao giờ phải đi với hai mình cả. Nhưng sau này thì em cũng thấy là muốn tham gia để cho nó có một cái sự mà và mình có những cái muốn giao lưu cho vui vẻ cho một vấn đề mà cuộc sống. Bởi vì thực ra là chị em không đáng phê. Bởi nói thật các chị là cái tuổi của chị em mình bây giờ cái niềm vui vô cùng quan trọng. Mình đến đây để vui. Vui đến đây để yêu thương. Nhưng mình đến đây không có mục đích gì cả. Nên là dù có như thế nào đấy, em vẫn yêu thương con em ở số 1. Cứ tưởng ở đâu cái có công nào đấy. Anh cũng yêu thương mà, anh chỉ có cái là... Không, tức là mình đang nói là cái quan điểm của riêng mình. Nhưng mà công nào là bao nhiêu tuổi?
em nghe anh tẩu tính nó rồi mà. Vâng, em nói giới thiệu rất chuẩn luôn, cả họ cả tên cả cả năm sinh rồi. Hôm nay rất là vui vui gặp mọi người đây. Có thì chị em mình phải đứng đoàn kết như này. Thứ nhất là cái điều đầu tiên ấy là phụ nữ chúng ta thì không thể nói được nhiều chuyện. Nhưng tôi nói thật này, nhỏ cho to chứ làm nhỏ, nhỏ không có và chín ta bỏ vào mồm. Để là đến đạt đến mục đích là gì? Vì đến là bị yêu thương mà. Nên là cái chữ yêu thương nó quan trọng nhất. Và cái người mình cần quan trọng, quan tâm nhất là idol của mình, tức là con Hồ Văn Cường. Và ngày hôm nay cũng là cảm ơn con rất nhiều, đã kết nối rất nhiều các tỉnh thành. Nói thế thôi, nhưng gốc chúng ta ở rất là xa đấy. Nhưng mà mai được ngồi với nhau ở đây đứng là cả một cái vấn đề mà chúng ta phải gắn tất cả nhiều thứ để đến đây ngồi với nhau và giao lưu trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và em xin chúc mừng chị Hồng, 35 năm chị đã rời xa quê hương, gốc quốc tịch ở Nga, mà ngày nay chị đã về đến Việt Nam, mà cũng là nhờ cái vấn đề là có con Hồ Văn Cường mà đã kết nối được để chị ngày hôm nay, để chị cũng được giao lưu tất cả các chị em của trong FC của Hồ Văn Cường. Để em chúc chị sức khỏe và cuộc sống thì thật là viên mãn và có thật nhiều thời gian cô thương con của em. Đó là bé thôi, 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 đẹp thế, quay tăng 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 livestream đấy ạ. Ở nhà là chào hay mà các em và các cháu. Hôm nay cũng nhân tiện là ngày 35 năm của Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc, Bạch Ngọc. Tại vì Nguyễn Ngọc Bạch Ngọc là có ở trong ấy đúng không? Là Bạch. Thì về sống ở Nga rồi về Việt Nam. Cái nhờ có ngày hôm nay mà em nó muốn là tụ tập để mọi người được giao lưu, để nhận là anh nhận em, nhận là cô nhận cháu đúng không? Đấy, nhận họ cho đàng, nhận họ cho đàng. Thì bởi vì nhận thế này, đây là chỉ của quay là vì cảm ơn con Hồ Văn Cường, anh Hồ, thì vì con mà đâm ra các bà, các mẹ, các cháu, các em là đều là được gần gũi với nhau. Thế còn tên của mình là chúng ta là Nguyễn Vinh, Vinh Nguyễn gì đấy. Đấy nhá. Bây giờ là bên này thêm một cái tên cụ nữa thì gọi là Liên Vinh, Quỳnh Liên. Thế bây giờ hiện tại là 67 tuổi, 67 tuổi. Ở nhà bây giờ là nội trợ cả một cái gia đình. Đi theo Phan Cường còn trẻ nữa. Thế thì cũng biết Cường từ lúc năm 16, bắt đầu đi thi. Thế thì cứ nghĩ là cứ tưởng là Cường nó gặp được một người mà mình cũng tin cậy, thì rất là mừng. Thế sau khi mà con nó trở lại thì mình thấy là tối mai mình có thời gian đồng hành với con. Đấy, cho đến bây giờ thì con cái là bây giờ cũng già rồi, thì không có xô nào mà cảm thấy điều kiện mà đi được thì gần gũi thì mình đi, mà không đi được thì ở nhà thì thấy view vì có thể quà bánh gửi cho con. Đấy, thế là chỉ có một cái nguyện vọng là như thế thôi. Thế chào cả nhà nhé. Rồi. Chị xin phép cho chị đừng nghe chị, bởi vì là cái quan hệ